Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng chức năng chỉ sấy đồ trên máy giặt sấy LG. Với máy giặt sấy LG, thật tiện lợi khi máy giặt vừa giặt lại có thêm cả tính năng sấy. Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng chức năng chỉ sấy khô trên máy giặt sấy LG của bạn. Máy giặt sấy kết hợp thông minh này được trang bị một tính năng phát hiện kích thước tải trọng. Vì vậy, khi sử dụng chu trình sấy khô, hãy nhớ rằng sẽ mất nhiều thời gian hơn vì chu trình sấy khô của bạn đòi hỏi thêm một lần quay. Điều quan trọng bạn cần lưu ý là tùy chọn tốc độ bắt phải tắt để vận hành tính năng chỉ sấy. Hãy bắt đầu bằng cách cấp nguồn trên thiết bị, không chạm vào núm chọn chế độ giặt mà tới thẳng núm điều chỉnh sấy, chọn chức năng sấy của bạn. Nhấn nút tốc độ vắt cho đến khi tất cả các đèn báo tắt. Điều này sẽ tắt chu kỳ vắt, sau đó nhấn bắt đầu. Với chu kỳ vắt quần áo của bạn sẽ được đảo và sấy khô, tiết kiệm thời gian, làm khô quần áo hiệu quả hơn. Lưu ý, không chọn chế độ giặt trước hoặc sau khi chọn chức năng sấy. Chu kỳ giặt sẽ ghi đè tính năng sấy khô trên máy giặt sấy của bạn và tắt chu trình sấy khô. Khi chọn thời gian, chu kỳ sấy hiển thị ở đây là 30, 60 và 120 phút. Hãy nhớ rằng màn hình hiển thị thời gian khác nhau để tính lượng đồ giặt cần sấy mà bạn muốn thêm vào cài đặt sấy khô của bạn sao cho phù hợp. Để khớp với thời gian hiển thị, chọn chu kỳ thời gian sấy khô của bạn bằng nút chọn tốc độ vắt cho đến khi tất cả các đèn báo tắt. Màn hình của bạn sẽ khớp và chính xác, được hiển thị trên nút cài đặt thời gian gần với nút chức năng sấy khô. Khi sử dụng hai chu trình giặt và sấy khô, bật thiết bị lên, chọn chu trình sấy bằng núm máy sấy và chọn cài đặt chu trình sấy. Sau đó chọn nút bắt đầu. Với máy giặt sấy LG kết hợp giặt, chưa bao giờ là thuận tiện và thân thiện như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.